Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân cùng thưởng thức màn trình diễn chiêng Mường chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập huyện Lạng Sơn, 70 năm thành lập Đảng bộ huyện và đón nhận huân chương lao động hạng ba. Lạng Sơn là huyện miền núi nằm ở phía tây nam của tỉnh Hòa Bình, với diện tích đất tự nhiên trên 581 km2, gồm 28 xã và 1 thị trấn, với 376 khu dân cư, là nơi sinh sống của cộng đồng 6 dân tộc anh em, với dân số trên 14,2 vạn người. Dân tộc Mường chiếm trên 90% dân số. Lạng Sơn là một trong những mái ngôi của nền văn hóa Hòa Bình, nơi lưu giữ bảo tồn nhiều di tích khảo cổ, di tích lịch sử cách mạng, danh thắng, với nhiều phong tục tập quán lâu đời của người Mường được lưu giữ qua nhiều thế hệ, với những áng mo, những làn điệu hát dân ca, dòng chuồng, bộ mẹ, nhạc cụ dân tộc và các bài tấu chiêng là một bộ phận không thể thiếu trong đời sống văn hóa. Chúng ta sẽ cùng đến với phần trình bày của nghệ nhân ưu tú Bùi Văn Minh. Thank you.
đức vua dịp dàng, đời hồn viên sông núi bảo vệ. Với những chàng trai, cô gái trên quê hương Lạng Sơn cùng về đây ngồi tù, như máu chảy về tim, như bao dòng nước cùng chảy về sông vườn, cùng hòa chung tiếng chiêng hồn viên sông núi, cùng tu chung ngày hội mừng 130 năm thành lập huyện Lạng Sơn, 70 năm thành lập Đảng bộ huyện và đón nhận huân chương lao động hạng ba do Đảng và Nhà nước trao tặng. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, 130 năm xây dựng và phát triển, đó là một tài sản vô giá để lớp lớp thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục khẳng định mình nuôi lớn học tập cống hiến cho quê hương Lạng Sơn anh hùng. Đây là những điều của bài mừng tuổi, hay còn gọi là điều lãng mạn. Giai điệu tên là thương quên, cũng là một mừng trên, mừng dưới thân mình. Đoạn trên những trang bài trên mái đồi thấp, khung cảnh thiên nhiên như bản làng, quý non trùng điệp. Anh không muốn xa sân khói quyền áo, với những người dân hối hả, lao động trên những cánh đồng thành tình. Đảng Cộng sản, vai trò của chống đồng ngày càng thưa vắng hơn với người Kinh. Ở
tổng hợp sử dụng trong các nghi lễ tín ngưỡng cho đến khi năm đầu thế kỷ 20. Điệu chủ trương ngày càng được sử dụng phổ biến, rộng rãi, đa dạng hơn cho đến tận ngày nay. Chiêm mường có bản sắc riêng, với một bài chiêm đều có những ý nghĩa sâu sắc, giai điệu mang tính cổ tính, sâu lắng, cắt lên nền văn hóa dân tộc Mường, là cư dân nông nghiệp trồng lúa nước, có tính gắn với cộng đồng sâu sắc, sinh sống ổn định, lâu đời trên mảnh đất Lạng Sơn yêu dấu. Các bài chiêm thể hiện bức họa bằng âm thanh mang bản cuộc sống, lao động sản xuất trong lối sống ổn định, hòa thuận cùng thiên nhiên. Các nghệ nhân trang sức ngàn bông hoa đá
biểu tượng của mùa xuân cho lòng người Lạng Sơn nở hoa, cùng nhau trong chào đón 150 năm thành lập huyện, 70 năm thành lập đảng bộ huyện Lạng Sơn với niềm tin sâu sắc, đảng bộ và toàn dân trong huyện cùng chung sức chung lòng xây dựng tương lai tươi sáng. Quý vị đang nghe bài Dòng Đường Dài, nhịp chương và giai điệu tâm thương bằng làng tiếng chúc gọi bầy nơi xóm làng yên vui thanh bình. Một bức tranh bằng âm thanh gợi cho ta màu vàng của những cánh đồng lúa chín trên các thung lũng, các triền đồi, những cánh đồng rực vàng trên những thổ ruộng, những người nông dân đang nối hả thu hoạch. Bức nhạc chiên như lời chào mừng những mùa màng bội thu đang về với huyện nhà. Đối với thầy mời, đầu xuân đón Tết năm mới là lễ Tết quan trọng nhất trong năm. Đất trời khi này đã bao phủ đồi nông đồng xuân, núi rừng huyền bí trong cái lạnh đậm sương răng, trong các làng đường dục lên sắc chân và hoa mận hoa mơ, những cây đào đang nở rộ hy vọng mong chờ. Sau Tết Nguyên Đán, từ mùng 2 Tết đến hết ngày mùng 7 tháng 8 cũng là lúc các phường hồ tổ chức ra sân trên khắp mọi nhà. Mùng mùa là tập thể của các thành viên biết đánh cồng chiêng, tụ tập hợp với nhau xung quanh một cánh đồng phường được gọi là chuồng phường. Một phường mùa ít nhất phải có 8 chiêng đến 12 chiêng do 12 người đánh. Đây là hình ảnh những chú sân chúc Tết mang hình thái diễn sướng văn nghệ dân gian rất độc đáo với nhạc cụ và tấu cùng theo là sắc lửa. Nó là tiếng cồng, là hòa âm của nhiều tiếng chuông to có âm thanh chung hoặc chậm cùng tấu đôi điệu điệu như bản quyền nhật quá đôi một đoạn một giai điệu, đó cũng là những âm thanh giao hoa của bầu trời. Xua đuổi cái xấu xong cũng có lúc tiếng cồng lại như tiếng sấm gọi mưa xuống cho người nông dân cánh trồng. Tiếng cồng vang lên gợi không khí thiêng liêng như phát quân vận hành sức mạnh to lớn cho con người. Sự thiêng liêng của chiêng còn mang ý nghĩa tượng trưng cho tiếng sấm đổ mưa xua đuổi gió và yên lành cho dân thường. Trong xa xưa chiêng được ngày thường sử dụng rất nhiều trong lễ cúng mang giám sát bao của thần linh. Chiêng được sử dụng như những lá cờ xua đuổi ma quỷ, mang điều lành về cho con người. Rõ ràng chiêng mường mang trong mình là một loại hình văn hóa và cũng là một loại hình nghệ thuật còn rất xa xưa.